Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã thông báo về các cuộc thử nghiệm tiếp theo đối với hệ thống phòng thủ tên lửa A-235 Nudon tại thao trường tại Kazakhstan và đã cho thấy hiệu quả rất cao. Trước diễn biến trên, theo nhà sử học quân sự kiêm Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không của Nga, ông Yuri Knukov, thì hệ thống vũ khí cải tiến sẽ đưa khả năng phòng thủ tên lửa của quân đội Nga lên một tầm cao mới. Lý do là bởi vì tổ hợp A235 Nudon sẽ cho phép không chỉ chống lại các mục tiêu trên bầu khí quyển mà còn trong không gian gần, chẳng hạn như vệ tinh quân sự và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của đối phương. Chuyên gia quân sự Nukov đã khẳng định điều này gây ra những lo ngại, thậm chí là lo sợ nghiêm trọng tại Washington và họ đương nhiên phản ứng một cách rất đau đớn khi lợi thế mà người Mỹ có được sẽ mất đi hệ thống phòng không tầm xa A-235 Nodon là bước tiếp theo của người tiền nhiệm A-135 Amur đang được bố trí quanh Moscow nhằm bảo vệ trái tim nước Nga trước các cuộc tấn công đường không bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa ACBM. Tổ hợp A-235 Nodon sở hữu những tính năng rất ấn tượng như kết nối với đài radar cảnh giới Don 2NP được quản lý bởi hệ thống siêu máy tính Elbrus 3M, đủ khả năng phát hiện vật thể có kích thước chỉ bằng một quả bóng gôn từ cự ly 2.000 km. Tên lửa đánh chặn trang bị cho A-235 bao gồm 4 loại. Đó là đạn 51T6 có tầm bắn lên tới 1.500 km và trần bay trên 800 km. Đạn tên lửa 58R6 diệt được mục tiêu ở tầm xa 1.000 km và độ cao 120 km. Bên cạnh đó là hai loại đạn 53T6M và 45T6 có tầm ngắn hơn đánh chặn đối phương ở khoảng cách 350 km với độ cao từ 40 đến 50 km. Tất cả các loại tên lửa mà A-235 Nodon sử dụng đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để tăng xác suất tiêu diệt tên lửa đạn đạo liên lục địa nhắm vào thủ đô Moscow và khiến nó trở thành loại vũ khí phòng không có sức hủy diệt cao nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, A-235 Nodon có thực sự thần diệu như những gì phía Nga vẫn tự hào và khiến Mỹ phải lo sợ hay không. Yếu tố đầu tiên sát đến đó là mặc dù kích thước thuộc hàng siêu khủng, nhưng tầm bắn của tên lửa 51T6 vẫn thua xa SM-3 Block 2B. Đạn đánh chặn của Mỹ vươn tới tầm xa 2.500 km, tốc độ 4,5 km trên một giây, còn đối với đạn A-235 Nudon là 3 km trên một giây. Trong khi kích thước vô cùng nhỏ gọn, nó triển khai được từ bệ phóng thẳng đứng MK-41 tiêu chuẩn nó chỉ thua 51T6 ở tầm cao mà thôi. Bí quyết giúp cho SM3 block 2B đạt được những thông số kỹ chiến thuật ấn tượng trên nằm ở công nghệ đánh chặn bằng động năng Hit to Giúp tên lửa không phải mang theo đầu đạn cỡ lớn mà vẫn đảm bảo tiêu diệt thành công tên lửa đạn đạo của kẻ địch. Công nghệ đánh chặn Hit to đang được Nga cố gắng áp dụng trên các hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới, nhưng đối với A235 Neuron, việc lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa là một minh chứng rõ ràng Moscow chưa làm chủ công nghệ tiên tiến trên. Mặc dù đảm bảo sát suất bắn rơi ICBM, nhưng không rõ họ có tính tới tác hại của vũ khí hạt nhân khi nổ ngay trên đất của mình hay chưa. Thậm chí còn có nhận định cho rằng đối phương chỉ cần bắn như mùi tên lửa mang đầu đạn thông thường vào Moscow, tự người Nga sẽ hủy diệt thủ đô bằng vũ khí nguyên tử của chính mình. Rõ ràng, kích thước lớn, công cảnh, độ chính xác kém do máy tính xử lý chưa đủ nhanh nhạy, buộc phải mang theo đầu đạn hạt nhân chính là hạn chế dai dẳng của công nghệ tên lửa đánh chặn nga khi so sánh với các nước thuộc khối nato